Ok, thì bữa nay đang có hứng cho nên là mình sẽ làm về cái Webook Talk lại nha các bạn. Tại vì lâu rồi cũng chưa làm cái loại clip như này. Thì trong những cái clip này thì mình chỉ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm này kia thôi, chứ mình không có hướng dẫn các bạn gì hết. Cho nên là bạn nào muốn coi hướng dẫn thì có thể mở sang những cái clip linkage hay là trick này kia của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, đó là cách để mà lựa một cái cây mod khi mà bạn là một cái người mới chơi. Tại vì có rất là nhiều bạn mới chơi có nhắn tin hỏi mình là bây giờ em mua cây này thì có ok không anh, hay là em mua cây kia thì có được không anh. Thì mình không thể nào mà mình tư vấn từng cây được, tại vì shop như là Junior bên shop thì người ta bán rất là nhiều cây và phần lớn là của ổng tự ổng nghĩ ra. Cho nên là mình không thể nào mình trải nghiệm hết tất cả những cái cây đó rồi mình nói với các bạn được. Mình chỉ quay một số những cái cây nó nổi tiếng thì mình quay rồi thì mình biết mình nói, còn những cái cây mà nó lạ lạ sau này thì mình cũng chả biết đâu. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình nhìn một cái cây mod làm sao mà mình biết được là nó phù hợp với bản thân mình. Thì hồi trước mình có làm một cái video mình nói là mấy bạn mới chơi thì nên chơi MX. Tại vì lúc đó là mình đang tìm hiểu về cái phong cách của bên Nhật Bản mấy bạn. Thì bên đó mình thấy quay MX rất là đã. Kiểu cái cây MX nó khó quay như vậy mà họ làm rất là tốt. Thì khi mà các bạn áp vô một cái cây khác thì họ vẫn làm tốt như thế thôi. Nên là những cái chuyển động này kia nhìn rất là mượt mà, rất là thích. Mặc dù là có thể là nó không có quá khó nhưng mà nhìn rất là đã các bạn. Nói cho nên là mình cũng muốn hướng anh em Việt Nam, cái thời điểm đó mình cũng muốn hướng anh em Việt Nam là đi theo cái hướng đó. Nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy là chúng ta khó đi theo cái hướng đó lắm các bạn. Thứ nhất đó là Việt Nam mình thì không có cái văn hóa quay MX, cho nên là các bạn sẽ không có những cái bậc tiền bối để mà hướng dẫn các bạn quay cái cây đó làm sao cho nó ra được cái màu sắc nó đẹp nhất. Nếu mà các bạn có thể tạo, có thể nghĩ ra được một cái phong cách mà nó phù hợp với bản thân bạn bằng cái cây đó thì nó vẫn ok thôi. Nhưng ở đây mình đang nói là sử dụng theo cái phong cách Nhật Bản. Đa số những bạn nào mà chơi cái cây này là đều muốn là đi theo cái phong cách Nhật Bản thôi. Nhưng mà các bạn không thể nào mà làm giống 100% cái người Nhật người ta làm được. Tại vì người ta có những cái bậc tiền bối, họ truyền tai nhau những cái mà các bạn không có biết hết được. Cho nên là các bạn chỉ là coi clip rồi copy theo, quay giống cái link case đó, nhưng mà nó sẽ không có ra được hoàn toàn 100% cái màu của bên đó người ta sử dụng. Cái hai là bên mình thì hay có cái sở thích là quay những cái có độ khó cao, ví dụ như là fishtail hay là high tour đủ kiểu đó. Cho nên là những bạn mới chơi thì rất là khó để mà các bạn có thể quay thần MX, tại vì xung quanh toàn là những bạn mà học những cái linkage khó để mà tham gia thi đấu cái kiểu, rồi các bạn một thời gian các bạn cũng sẽ bị cuốn theo như vậy thôi. Cho nên bây giờ thì mình nghĩ mấy bạn mới chơi không nhất thiết là phải dùng MX đâu. Thì trước khi đi vào chi tiết từng cái bộ phận của một cái cây mod thì mình sẽ hỏi các bạn một câu, đó là khi mà các bạn lên shop các bạn kiếm mua một cái cây mod thì các bạn sẽ nhìn cái gì đầu tiên? Nhìn cái giá chứ nhìn cái gì nữa đúng không? Thì theo như quan điểm cá nhân của mình là mấy bạn mới chơi thì có thể mua một cái cây tầm 150 đổ xuống là ok rồi. Mình thấy có mấy bạn mà nhắn hỏi mình là em mới tập cơ bản thì em quay cái cây này được không, xong các bạn gửi mấy cây mà 5-600 ngàn, 7-800 qua cho mình coi. Thì mình thấy nó không có cần thiết đâu mấy bạn. Tại vì thứ nhất là mấy bạn chơi cái trò này đa số là mấy bạn còn đi học và các bạn xin tiền của bố mẹ này kia thôi. Thì mình thấy là nếu mà các bạn thực sự giàu thì mình thấy nó cũng hơi phí, kiểu như là các bạn giục tiền qua cửa sổ vậy đó. Tại vì các bạn, thứ nhất là các bạn mới chơi, là các bạn không có biết được cái nguyên liệu đó nó mắc ở cái chỗ nào. Ví dụ như là một cái cây remake đi thì một cái người sưu tầm người ta có thể biết được, à cái cây này nó hiếm và nó khó mua cho nên là cái giá thành nó cao. Còn mấy bạn mới chơi, mấy bạn đâu có biết remake là cái gì đâu. Thứ hai là các bạn không có quay được. Các bạn còn đang tập cơ bản thì một cái cây mà nó 600-700 ngàn, 700-800 ngàn thì thực sự là vô tay các bạn nó cũng vậy thôi các bạn. Nó cũng y như cây đũa thôi. Đó, cho nên là mình thấy là tầm 150 đổ xuống thì các bạn có thể hoàn toàn là mua được một cái cây mà bản thân có thể dùng ok rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ nhìn lên cái thân bút và các bạn nhìn xuống cái tay của các bạn. Sau đó các bạn phân tích xem là cái thân này liệu nó có quá to so với cái tay của các bạn hay không. Ví dụ như bạn là một học sinh cấp 2, bạn rất là nhỏ con. Mình chỉ ví dụ thôi nha, tại vì mình biết mấy bạn học cấp 2 bây giờ có mấy bạn còn đô con hơn cả mình, chỉ mấy bạn đấm mình còn được. Nhưng mà ví dụ như là bạn nhỏ con đi thì bạn nên tránh những cái thân, ví dụ như là emboss nè, Giotto, hoặc là những cái cây bút lông mà cái thân nó bự bự đó, cái bút lông bảng này kia đó, thì các bạn nên né những cây đó ra. Tại vì khi mà quay thì cái tay của bạn nó sẽ bị bẹt ra, nó sẽ không có thoải mái là cái nhất. Thứ hai là các bạn sẽ khó để mà kiểm soát cái cây bút. Kế đó là các bạn sẽ coi của cái thân đó là cái thân gì. Thì cái này nó cũng hơi phức tạp, tại vì mấy bạn dùng rồi mấy bạn mới biết được là cái thân nó có phù hợp với bản thân các bạn không. Nhiều khi cái thân mà bạn này dùng được nhưng mà qua bạn khác dùng lại thấy kỳ, cái đó là chuyện bình thường các bạn. Mình cũng cảm thấy vậy, đôi khi là hồi xưa mình dùng mình thấy ok mà sau này mình dùng mình còn thấy nó kỳ nữa.
Cái vấn đề này là nó phụ thuộc vào cái cảm giác cái tay của bạn cái lúc đó nó như nào. Cái này nó giống như là bồ của bạn vậy đó, chứ nó không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà mình sẽ nói một cái mẹo đơn giản, đó là các bạn sẽ né những cái thân trong suốt ra. Thứ nhất là cái thân trong suốt nó rất là trơn. Cái thân, một cái thân bình thường thì nó có thể trơn hoặc không, nhưng một cái thân trong suốt là chắc chắn là trơn nha. Thứ hai là các bạn sẽ né những cái thân mà có dán hình ra. Tại vì cái thân có dán hình là nó sẽ mất đi cái cảm giác của cái thân jean là cái nhất. Thứ hai là nó chắc chắn trơn. Một cái thân dán hình là bao trơn luôn. Cuối cùng là về cái chiều dài với lại cái khối lượng của một cái cây mod. Về cái chiều dài thì các bạn lựa những cái cây tầm 22 cm là ok. Khoảng đó, đừng có lựa những cái cây ngắn quá, kiểu 15 cm thì nó sẽ rất là khó quay. Hoặc là những cái cây nó quá dài, 40 cm, 50 cm thì khi mà các bạn quay thì có thể là các bạn cảm thấy dễ cái lúc đó, tại vì cái cây mod nó dài thì nó khó gớt. Nhưng mà sau này các bạn dùng những cái cây mà nó có cái chiều dài tiêu chuẩn thì các bạn sẽ rất là khó để mà thích nghi được. Về cái khối lượng thì các bạn có thể xem ở trong cái mô tả của từng cái cây mod. Ví dụ như là trên Junior Bench Shop thì một số cây thì có ghi, nhưng mà một số cây thì không có ghi, thì các bạn có thể hỏi chủ shop. Thì chủ shop có cái cân thì người ta sẽ cân cho các bạn. Thì các bạn lựa những cái cây tầm 20 gram, 18-20 là ok. Các bạn đừng có lựa những cái cây tầm 40-50 gram thì cái tay của bạn sẽ không có chịu được. Hoặc là các bạn lựa những cái cây nó quá nhẹ, có 10 gram, 12 gram thì nó sẽ kiểu nó khó làm những cái kỹ thuật khó. Cho nên là các bạn mua mà các bạn muốn tập được đa số những cái kỹ thuật từ khó đến dễ thì các bạn nên lựa một cái cây là nó cũng hơi nặng nặng một tí. Thì cái ý chính là chỉ có nhiêu đó thôi. Còn ví dụ như là cái mod có đèn hay là không có đèn thì cái đó là tùy sở thích của các bạn. Nhưng mà mình thấy là cái có đèn thứ nhất là nó rất là dễ hư, vì nó là mạch mà các bạn, mạch mà các bạn gớt ngày nào cũng lạch bạch thì cái mạch nào mà chịu cho được. Nó mà có tay nó sẽ đấm các bạn. Thứ hai là mấy cây có đèn thì thường là nó sẽ bị nặng, tại vì nó có cục pin mà các bạn. Thì auto là nó nặng rồi, các bạn sẽ không có chủ động được cái chuyện khối lượng của nó. Còn về cái khớp nối thì ví dụ như các bạn thấy một cái cây mà nó có một cái khớp ngay giữa thân hoặc là ở chỗ nào đó trên cái thân, thì các bạn phải biết là càng nhiều khớp nối thì nó càng nhiều cơ hội để mà nó xúc ra lúc mà quay. Thứ hai đó là nó rất là dễ bị cong. Cong là đa phần là tới từ cái người mà làm. Đó thì người ta làm đồ handmade mà các bạn, đồ mà làm thủ công thì lúc nào nó cũng sẽ không có thẳng tuyệt đối được, các bạn biết không? Cái cây mà chụp hình thì có thể là người ta tập trung người ta làm, nhưng mà tới lượt được cái cây của các bạn á, thì người ta buồn ngủ chẳng hạn đó, hoặc là bữa đó kiểu bị bồ la chẳng hạn đó, thì người ta làm thì cái tay giận, lúc mà giận cái tay nó run thì nó cong. Thì gửi cho các bạn thì nó đã bị cong rồi, thì các bạn nhiều khi các bạn muốn trả lại mà người ta không chịu thì sao, lúc đó thì mình lại bực mình đúng không? Các bạn mới chơi mà, đó thì mới chơi mà gặp cái kiểu như vậy thì ai mà chả bực. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên, nếu mà được thì nên né những cái cây mà có khớp nối ra. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình trong cái video lần này, mà cũng hy vọng là nó sẽ hỗ trợ được anh em mới chơi phần nào. Thì tất nhiên là nó cũng sẽ chỉ đúng một phần nào đó thôi, tại vì cái này là dành cho những anh em nào mà mới tập chơi. Thì những bạn mà chơi lâu rồi, ví dụ các bạn chơi 4-5 năm, 5-6 năm thì các bạn có thể hoàn toàn mua những cái cây nó 400-500 ngàn, đó là tùy các bạn thôi, tại vì các bạn đã quay được combo, các bạn đã sử dụng được rồi. Hoặc là các bạn thích nặng hay là các bạn thích thân to hay là cái gì đó thì các bạn có thể hoàn toàn các bạn mua được theo cái sở thích của các bạn, mà không có ai cấm cản gì được các bạn hết trơn. Các bạn hàng nào cấm các bạn xử nó luôn. Đó thì đó là những cái chia sẻ của mình. Đó, và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.